Cô xin chào các em. Trong bài tập vận dụng về nhà dành cho các em, đây là một câu hỏi mở và có rất nhiều đáp án đúng, tùy vào từng món ăn mà cách các em trình bày. Thì sau khi chúng ta đã học xong bài số 5, bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình, và hoàn tất bài tập vận dụng, thì đến với tiết học ngày hôm nay sẽ tương đối dễ dàng với các em. Tại sao cô nói như thế thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì các em hãy quan sát hình và cho cô biết. Để chế biến được món ăn như trong hình thì theo các em chúng ta cần chuẩn bị những gì? Thì việc đầu tiên mà chúng ta cần chuẩn bị đó chính là chúng ta sẽ chọn những nguyên liệu, vật liệu cần dùng cho món ăn mà chúng ta chế biến. Sau khi chúng ta đã có được nguyên liệu và dụng cụ rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu sơ chế. Sau khi chúng ta đã sơ chế, thì chúng ta sẽ tiến hành chế biến và sau đó chúng ta sẽ trình bày món ăn ra dĩa. Sau khi mà chúng ta đã biết những vấn đề, những việc mà chúng ta cần làm để chuẩn bị nên một món ăn, vậy thì theo như các em, khi mà chúng ta xây dựng một dự án chế biến món ăn thì sẽ liên quan đến những ngành nghề nào? Thì những ngành nghề liên quan đến việc xây dựng một dự án để chế biến món ăn đó chính là kỹ sư công nghệ thực phẩm. Vậy theo như các em, kỹ sư công nghệ thực phẩm là gì? Các em có thể hiểu nôm na kỹ sư công nghệ thực phẩm là những người làm việc trong lĩnh vực bảo quản và chế biến thực phẩm. Công việc chính của những kỹ sư công nghệ thực phẩm là nghiên cứu, phát triển sản phẩm thực phẩm mới hoặc đánh giá chất lượng thực phẩm trong quá trình mà bảo quản, chế biến và vận hành dây chuyền sản xuất thực phẩm. Vậy thì từ đó các em hãy đóng vai các kỹ sư công nghệ thực phẩm để nghiên cứu và thực hiện một món ăn với phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt. Sau đây các em hãy cùng nhau sắm vai kỹ sư công nghệ thực phẩm để hoàn thành cho cô dự án số 2, món ăn cho bữa cơm gia đình. Để hoàn thành được dự án số 2 này thì việc đầu tiên các em cần làm đó chính là xây dựng được ý tưởng về các món ăn mà các em chuẩn bị chế biến. Sau khi chúng ta đã có ý tưởng rồi thì các em sẽ bắt đầu chế biến các món ăn theo phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt. Thì để làm được điều đó thì các em hãy cùng cô đóng vai là kỹ sư công nghệ thực phẩm để chúng ta có thể nghiên cứu và chế biến món ăn không sử dụng nhiệt theo ý thích của bản thân mình. Đối với một kỹ sư công nghệ thực phẩm, ngoài việc mà chúng ta bảo quản và chế biến món ăn ra, thì các em cần làm công việc nghiên cứu về món ăn đó. Thì đầu tiên, để nghiên cứu được món ăn đó thì chúng ta phải có được cái kế hoạch thực hiện như thế nào. Thì chúng ta sẽ đi vào phần 2, xây dựng kế hoạch. Trong nội dung của bài học ngày hôm nay, thì các em phải xây dựng được một món ăn được chế biến bằng phương pháp không sử dụng nhiệt. Thì để xây dựng được món ăn đó thì các em hãy liệt kê tất cả các loại món ăn mà sử dụng phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt mà em biết. Sau khi chúng ta đã có tất cả các món ăn không sử dụng nhiệt rồi thì các em sẽ chọn một món ăn mà các em yêu thích nhất hoặc là một món ăn mà là sở trường của các em hay chế biến nhất hoặc là một món ăn mà gia đình chúng ta thường hay ăn nhất. Sau đó các em sẽ chọn ra món ăn đó làm cho bài dự án của ngày hôm nay. Sau khi chúng ta đã xây dựng được một món ăn rồi thì các em bắt đầu liệt kê các công việc cần làm là gì. Đối với công việc cần làm thì đầu tiên các em sẽ tìm hiểu những nguyên liệu cần sử dụng để chế biến được món ăn đó là gì, gồm những nguyên liệu như thế nào và cách thực hiện món ăn đó như thế nào. Thì việc thực hiện món ăn đó như thế nào thì các em có thể lên mạng các em tìm những thông tin, những tài liệu cũng như những hình ảnh cần thiết
Hoặc các em có thể hỏi những người thân trong gia đình mình, bố, mẹ hoặc cô, dì, anh chị của mình về những món ăn đó. Hoặc các em có thể hỏi những bạn bè xung quanh mình về những tài liệu mà các em cần. Sau khi chúng ta đã nghiên cứu được cái công việc mà chúng ta cần làm, thì các em sẽ tiến hành đem giai đoạn liệt kê các dụng cụ và vật liệu cần thiết. Sau khi các em đã biết được những nguyên liệu cần để chế biến món mà các em chọn, thì các em sẽ tiến hành đến xác định được số lượng của nguyên liệu món ăn. Các em sẽ chế biến cho một người ăn, hay cho hai người ăn, hay cho cả gia đình ăn. Thì sau đó khi mà các em có số lượng người cụ thể thì các em sẽ xác định được số lượng nguyên liệu các em cần mua là bao nhiêu, để tránh trường hợp gây lãng phí thực phẩm. Sau khi chúng ta đã xác định nguyên liệu mà chúng ta cần mua, thì các em phải xác định thêm các dụng cụ nhà bếp thông dụng mà chúng ta cần dùng để chế biến món ăn đó là gì. Ví dụ như dao, kéo, đũa, muỗng, nĩa, dĩa, vân vân. Sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị hết tất cả các giai đoạn, các bước trong phần xây dựng kế hoạch, thì chúng ta sẽ qua giai đoạn tiếp theo. Sau khi mà chúng ta đã xây dựng được kế hoạch thực hiện dự án, thì các em sẽ tiến hành giai đoạn cuối cùng, đó chính là thực hiện dự án. Trong phần thực hiện dự án này thì việc đầu tiên các em cần làm đó chính là xây dựng được ý tưởng món ăn không sử dụng nhiệt. Thì để xây dựng được ý tưởng này thì các em phải xác định tên món ăn mà các em cần chế biến là gì. Thì sau khi chúng ta đã có tên món ăn mà chúng ta cần chế biến thì các em sẽ bắt đầu lên ý tưởng của việc sáng tạo và trình bày món ăn đó như thế nào. Hoặc các em có thể nghiên cứu cách biến tấu chế biến món ăn đó như thế nào, khác với những cách mà các em tìm hiểu trên mạng hoặc những cách mà gia đình mà chúng ta hay sử dụng nhất. Thì sau khi mà chúng ta đã có ý tưởng về món ăn đó thì các em sẽ bắt đầu tiến hành giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu cần dùng là bao nhiêu và những vật liệu cần dùng là gì và các dụng cụ cần thiết để mà chúng ta chế biến và hoàn thành món ăn đó như thế nào. Sau khi chúng ta chuẩn bị xong xuôi hết tất cả những nguyên liệu vật liệu cần thiết thì các em sẽ qua giai đoạn sơ chế thực phẩm. Các em lưu ý khi mà chúng ta sơ chế nguyên liệu thực phẩm, đối với thực phẩm là thực vật thì các em sẽ nhặt, rửa, loại bỏ các loại lá sâu hoặc những khúc hưu ra. Sau đó các em sẽ bắt đầu tiến hành rửa sạch và ngâm nước muối. Sau khi mà chúng ta ngâm rửa xong thì các em sẽ bắt đầu tiến hành giai đoạn cắt thái thành những khúc vừa ăn. Còn đối với nguyên liệu là thực phẩm động vật thì các em sẽ làm sạch, sau đó các em rửa lại với nước và các em sẽ sơ chế làm chính nguyên liệu động vật đó. Sau khi chúng ta làm chính nguyên liệu động vật thì các em sẽ bắt đầu tiến hành giai đoạn cắt thái thành những khúc vừa ăn. Sau khi chúng ta đã sơ chế xong thực phẩm thì các em sẽ tiến hành giai đoạn chế biến món ăn. Trong việc mà chúng ta chế biến món ăn thì ví dụ đối với chúng ta chế biến món ăn không sử dụng nhiệt là món trộn hỗn hợp thì các em phải lưu ý việc pha trộn nước hỗn hợp. Vì khi mà chúng ta pha trộn nước hỗn hợp sai tỷ lệ hoặc tỷ lệ không cân bằng, không thích hợp thì sẽ dẫn đến tình trạng món ăn của chúng ta sẽ có vị không ngon hoặc vị không vừa ăn. Do đó đối với những món trộn hỗn hợp thì việc pha trộn nước chấm rất là quan trọng, do đó các em lưu ý cần phải đảm bảo tỷ lệ các nguyên liệu phải phù hợp, không nguyên liệu nào quá nhiều và cũng không nguyên liệu nào quá ít. Sau khi chúng ta đã pha được nước hỗn hợp đối với món trộn hỗn hợp ra thì các em sẽ tiến hành giai đoạn trộn hỗn hợp. Các em lưu ý khi mà chúng ta trộn hỗn hợp thì chúng ta phải sử dụng bao tay để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu trường hợp mà chúng ta không sử dụng bao tay thì các em có thể sử dụng đũa hoặc muỗng để chúng ta trộn. Các em lưu ý trong quá trình trộn chúng ta sẽ xóc từ dưới lên trên và các em phải tránh dùng lực quá mạnh. Khi chúng ta dùng lực quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến tình trạng thực phẩm của chúng ta dễ bị dập và dễ bị nát. Sau khi các em đã
chế biến và các em pha trộn nước hỗn hợp và các em đã trộn nguyên liệu thành phẩm thì các em sẽ qua giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn trình bày món ăn. Trong việc mà chúng ta trình bày món ăn thì các em có thể trình bày trên những cái phông nền đẹp mắt, hoặc các em có thể trình bày bằng cách chúng ta cắt tỉa các loài hoa củ quả mà các em biết. Như các em có thể tỉa hoa hồng từ cà chua, hoặc các em có thể tỉa hoa hồng từ cải thìa, hoặc các em có thể tỉa hoa huệ từ hành lá, hoặc các em có thể tỉa hoa huệ từ ớt, vân vân. Chúng ta có thể cắt tỉa các loại củ quả mà các em biết, hoặc các em có thể trình bày bằng những bông hoa. Các em có thể hái những bông hoa và sau đó các em rửa sạch và các em có thể để lên trên dĩa thức ăn của chúng ta và trình bày. Các em lưu ý trong phần trình bày các em nên chọn những dĩa màu trắng, thì những dĩa đó các em sẽ dễ trong quá trình chúng ta trình bày và chúng ta sáng tạo cái ý tưởng hơn là so với những cái dĩa màu hoặc những dĩa có họa tiết. Đây là món ăn chế biến không sử dụng nhiệt. Như các em có thể thấy trong hình, đây là các món trộn hỗn hợp thực phẩm. Thì trong quá trình làm món trộn hỗn hợp thực phẩm thì cô có giới thiệu ở tiết trước cho các em về các quy trình và các bước thực hiện như thế nào. Thì đối với những bạn nào muốn thực hiện dự án là các món ăn này thì các em có thể xem lại về phần đó. Đây là các món ăn chế biến không sử dụng nhiệt. Một bên là sử dụng gỏi cuốn, một bên là những cái kim bắp. Các em lưu ý trong quá trình làm món ăn gỏi cuốn thì các em phải là luộc chín nguyên liệu tôm và thịt trước, và sau đó các em sẽ bắt đầu tiến hành giai đoạn cuốn. Đối với những bạn nào thực hiện hai món này thì các em phải lưu ý trong quá trình cuốn thì các em phải cuốn vừa tay, không quá mạnh cũng không quá nhẹ để cho các thực phẩm đủ bám dính với nhau. Khi các em sử dụng lực quá nhẹ thì sẽ dẫn đến tình trạng các thực phẩm không bám dính vào nhau. Thì khi mà chúng ta ăn thì những thực phẩm đó dễ bị rơi rớt ra bên ngoài. Do đó lực các em phải sử dụng vừa phải và không quá mạnh để tránh trường hợp thực phẩm của chúng ta bị nát và bị rách các loại bánh tráng hoặc các loại rong biển. Đây là một món tương đối dễ chế biến và dễ làm đối với các em, đó là salad trái cây. Cái này là các em chỉ cần rửa sạch và cắt thái các loại trái cây theo những khúc vừa ăn, sau đó các em sẽ chế biến, hoặc các em có thể sử dụng sốt có sẵn là sốt mayonnaise, các em để lên, các em trang trí và trình bày sao cho đẹp mắt cũng được. Đó là một số loại món ăn chế biến không sử dụng nhiệt mà các em có thể thực hiện tại nhà. Đối với bài tập về nhà của tiết học ngày hôm nay, đó chính là thực hiện một món ăn không sử dụng nhiệt. Sau khi các em hoàn thành xong, các em sẽ nộp bài qua cho cô theo hai hình thức. Các em có thể gửi bài qua Zalo hoặc các em có thể gửi bài qua Gmail cho cô. Thì việc những bạn nào mà thực hiện các món ăn chế biến không sử dụng nhiệt này, các em sẽ được cộng điểm vào bài kiểm tra thường xuyên lần 2 mà các em đã làm ở tuần trước. Thì cách thức thực hiện như sau. Đối với những bạn chỉ liệt kê cho cô tên món ăn và nguyên liệu cần dùng để chế biến món ăn đó, và các giai đoạn sơ chế thực phẩm và các giai đoạn chế biến món ăn và trình bày món ăn đó, thì các em chỉ được một điểm cộng. Thì hình thức này các em có thể đánh máy hoặc viết tay cũng được. Thì các em sẽ được một điểm cộng vào bài kiểm tra đợt trước. Đối với những bạn lấy 2 điểm cộng, thì các em lưu ý, các em sẽ chèn hình ảnh vào từng bước thực hiện. Ví dụ, đối với nguyên liệu cần dùng, các em sẽ trình bày các nguyên liệu đó ra trên bàn và sau đó các em chụp hình lại. Tiếp theo, đối với sơ chế thì các em sẽ chụp hình lại từng bước mà các em sơ chế như thế nào. Tương tự đó, chế biến món ăn và trình bày món ăn các em cũng làm như vậy. Sau khi mà chúng ta đã chụp hình xong thì các em sẽ tiến hành chèn hình ảnh vào file Word. Thì các em sẽ đánh
vào file Word các nguyên liệu cần dùng là gì và sau đó các em sẽ chèn hình ảnh vào. Thì cái này các em học tin học thì các em đã biết cách mà chúng ta chèn hình ảnh. Còn đối với những bạn không rành về phần Word cũng như phần chèn hình ảnh thì các em có thể quay video clip. Đây là cách dễ dàng nhất. Thì khi mà các em quay video clip, các em chỉ cần nói các nguyên liệu cần dùng trong đó và các bước sơ chế, tiến hành chế biến và trình bày như thế nào, thì các em sẽ không cần chụp ảnh hay các em cũng không cần ghi lại các bước thực hiện. Các em lưu ý đối với những bạn lấy 2 điểm cộng này thì các em phải thực hiện dưới sự giám sát của người lớn trong nhà, không tự ý thực hiện khi không có sự giám sát của người lớn để đảm bảo được an toàn khi mà các em thực hiện chế biến các món ăn. Và những bạn sử dụng dao hoặc những đồ vật sắc nhọn thì các em cũng hết sức cẩn trọng và hết sức lưu ý trong quá trình thực hiện. Tránh trường hợp các em đùa giỡn khi đang làm, các em lưu ý điều đó. Về nhà, các em hoàn thành cho cô bài dự án và xem trước cho cô bài 6 các loại vải thường dùng trong may mặc. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của các em. Hẹn gặp lại các em vào tiết sau.